Xin chào anh Trung, xin sắp Việt Đức đây. Hôm nay mình sẽ phẫu thuật cắt bao đầu cho một người nam, một thanh niên vừa mới thi đại học xong các bạn. Các bạn thấy là cái bao quy đầu của bạn ấy nó bị hẹp lúc ba, vẫn lộ ra được, thế nhưng mà lúc mà cương lộ ra thì nó bị thắt lại đúng không? Không lộ ra được. Cái này người ta gọi là cái bán hẹp bao quy đầu. Và thường cái này thì bao giờ nó cũng kèm theo là cái dây hãm nó bị rất là ngắn này, các bạn thấy là rất là ngắn này. Thế thì trường hợp này bao giờ cũng phải sửa dây hãm, cắt bao quy đầu. Đau không em? Đau không? Không. Không đau không? Xin chào anh, tôi xin sắp về đất đây. Mình vừa cắt bao đầu cho một trường viên nam 18 tuổi, các bạn thấy là cái kết quả sau cắt này, máy này, các bạn thấy cái bạn ấy dây hãm bị ngắn này, ở đây là cái đường giữa này, đấy. Ở đây là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc các bạn nhé, có quan trọng nhất là tỷ lệ giữa da và niêm mạc, đấy, nó có đẹp đấy. Đấy, thì cái vết mổ sau này cái sẹo nó mới đẹp được, rất là đẹp. Đau không em? Bây giờ cái da nó cũng che thế này nhé.